Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Fascino 538 người bạn đồng hành tin cậy cùng bạn. Với khung xe làm bằng thép cường lực, sơn tĩnh điện bền bỉ, các âm khung hiện đại, có thể vượt qua mọi địa hình dễ dàng với phục nhún giảm sóc Fascino. Hệ thống phanh đĩa cực nhạy bén, bạn sẽ luôn an tâm trên mọi nẻo đường. Thiết kế tay lái ngang kết hợp tay đề Shimano 21 tốc độ, được trang bị bộ truyền động Shimano cao cấp với 3 tầng đĩa và 7 lít, giúp di chuyển mượt mà và bền bỉ. Gạt đĩa và gạt lít đều là Shimano TZ500. Cùng đùi đĩa thép đảm bảo sự mạnh mẽ và ổn định trong mọi điều kiện sử dụng. Yên xe bọc da mềm mại, mang đến sự thoải mái khi ngồi lái. Mây ơ nhôm, trơn tru và linh hoạt. Lốp xe nylon vân gai to bám đường cực tốt. Vành xe hợp kim nhôm hai lớp, giúp xe nhẹ hơn mà vẫn chắc chắn. Được trang bị thêm ba ga và chắn bùn rất tiện ích. Fascino 538 có giá 4 triệu 1, ưu đãi ngày tự trường giảm 600 nghìn, giá trị còn 3 triệu 500, là lựa chọn hoàn hảo để bước vào một năm học mới đầy hứng khởi. Chúc bạn một năm học mới thật thành công. Bạn đang tìm mua xe? Vậy thì đừng lo, chúng tôi có hệ thống đại lý xe đạp phủ sóng trên toàn quốc. Hãy đến ngay địa chỉ gần nhất để tìm cho mình một chiếc xe đạp phù hợp.